Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay Hải Dương đã có 126 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 4 sao và hai sản phẩm đề nghị 5 sao. Đặc biệt sản phẩm vải thiều thanh hà của Hải Dương được sản xuất theo tiêu chuẩn gáp, tiêu chuẩn xuất khẩu, đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý và được dán tem truy xuất nguồn gốc. Thời gian qua, công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, tìm kiếm mở rộng thị trường luôn được tỉnh quan tâm. Hải Dương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp với sản phẩm nông sản đa dạng phong phú, chất lượng, sản lượng cao, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thông minh và hữu cơ, trong đó có vải thiều Thanh Hà là loại quả thơm ngon, nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhờ cái ứng dụng mạnh mẽ việc chuyển đổi số, quả vải thiều cùng với nhiều những sản phẩm đặc sản tiêu biểu của tỉnh đã vượt qua dịch bệnh đến với người tiêu dùng ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài đã đem lại những cái giá trị về kinh tế vượt trội cho người dân. Là một địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Hải Dương sẽ tiếp tục tận dụng những lợi thế từ các hiệp định APTA thế hệ mới và chú trọng về chuyển đổi số để nâng cao những giá trị về xuất khẩu nông sản và các cái sản phẩm đặc sản tiêu biểu của địa phương. Nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đến nay sản phẩm vải thiều Thanh Hà có mặt ở hầu hết các tỉnh thành phố trong cả nước và được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Australia, Singapore. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng giá trị sản xuất vải vẫn đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 234 tỷ đồng so với năm 2020. Do là cái cách thức triển khai hoạt động xúc tiến xuất khẩu của chúng ta trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm 2021 ấy, thì đã thực hiện một cách bài bản hơn. Chính vì vậy cho nên là nhiều cái thị trường ở nước ngoài như là EU, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, như là Singapore, như là Úc thì cũng đã biết nhiều hơn đến cái quả vải thiều thanh hà của Hải Dương hơn. Và chính vì vậy cho nên là cái uh, uh, sức mua cũng như là cái nhu cầu của người tiêu dùng đối với cả ở các nước sở tại này các nước nhập khẩu này với lại cái quả vải của Hải Dương nói riêng và nông sản của Hải Dương nói chung ấy, thì cũng sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn. Trong niên vụ 2022 nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản, tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022. Hội nghị này được tổ chức dưới hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến đến 37 điểm cầu trong và ngoài nước, đã thu hút gần 300 nhà nhập khẩu nước ngoài quan tâm giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Việt Nam về vải thiều và các sản phẩm nông sản. Năm 2021, ước tính khoảng 10.000 tấn vải thiều của Việt Nam đã được tiêu thụ tại đây. Chúng tôi rất thích hương vị của vải thiều. Năm 2022, hiệp hội sẽ tích cực quảng bá cho các doanh nghiệp nhập khẩu hoa quả về các vùng nguyên liệu của Việt Nam, trong đó có vải thiều ở Hải Dương. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, năm 2022 tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản của Hải Dương có nhiều tín hiệu tốt, tuy nhiên vẫn có thị trường xuất khẩu còn diễn biến khó lường. Vì vậy Hải Dương cần có cái nhìn tổng thể để có cách làm hiệu quả trong tiêu thụ vải thiều nói riêng và các mặt hàng nông sản nói chung. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ tỉnh quảng bá thương hiệu, thúc đẩy kết nối giao dịch xuất khẩu vải thiều và các sản phẩm tiêu biểu khác ở thị trường trong và ngoài nước hải dương cần chủ động ứng dụng công nghệ số và thương mại điện tử trong các hoạt động xúc tiến thương mại từ đó tăng hiệu quả kết nối cung cầu giữa địa phương với các doanh nghiệp các nhà bán lẻ siêu thị xuất khẩu giữa trung tâm xúc tiến thương mại với cục xúc tiến thương mại và các trung tâm xúc tiến thương mại trong nước tăng cường dự báo thị trường để hỗ trợ định hướng cho sản xuất và kinh doanh